Thôi bây giờ cho bạn cơ hội nói lại này, cho nó đàng hoàng chứ anh em tôi đã hơi bị đông nha. Mạnh mẽ lên anh em ạ. À, mạnh mẽ lên anh em ạ. Là mình đi học ở lớp các bạn nhiều rồi, cái mình thấy lớp các bạn là dương thịnh mà âm suy á. Mình muốn tới cho nó cân bằng mọi thứ. Đúng á bạn, hôm nay lớp mình cân bằng lắm á. 1 2 3 4 âm nè. 1 2 3 4 âm nè. Cái gì vậy bà nội? Đi bà. Bà giấu hoài ấy. Đánh cái màu mắt hợp quá nè. Dương cận nhìn nhảy cận vô. Con mắt màu hồng. Má hồng hơn má. Này đây có phải nhóm nhạc nữ không mà make up nó cùng con sát. Nhóm nhạc nữ. Ông nói thật là như này thì nhân tiện thì cũng thông báo mọi người khán giả là thực sự là em rất là đói kém về kinh tế. Sáng không có tiền bút make up thì tiện là các bạn make up đây thì ai có lòng ủng hộ thì một lớp Manto mùa sữa Gen Z nhận quà Trendy.